Hello, em xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay gia đình em bay về Việt Nam nè, đi hãng của Eva Airlines đó cả nhà. Tới sân bay rồi, mình thuê mấy chiếc xe đẩy để mà đẩy vô trong. 7 đô một chiếc nha cả nhà. 7 đô một chiếc xe đẩy. Gia đình em tới hơi sớm cho nên phải ngồi ở ngoài đợi, chưa có được làm thủ tục check-in. Sau khi mình check-in, mình mới đẩy hành lý đi vô trong được. Gia đình em đi 3 người, 6 cái vali hành lý ký gửi và 3 cái hành lý xách tay. Gia đình em bay hãng Eva Airlines, là coi như là em bay từ Chicago, bay qua bên Đài Loan. Rồi từ Đài Loan em bay về Sài Gòn. Đây, giờ là đang chuẩn bị qua cái chỗ mà soi chiếu hành lý đó cả nhà. Đi qua cái máy để soi cái người nha. Vợ chồng em quên lấy cái máy iPad ở trong cái vali ra, thành ra bị dịnh lại. Họ kiểm tra là trong đó có cái máy iPad rồi họ cũng cho qua. Mình phải lấy hết mấy cái máy điện tử đồ ở trong vali trong người, mình phải để vô cái tray. Mình bỏ sót cái máy iPad ở trong cho nên bị phải mở cái vali ra kiểm tra lại. Cho nên quý ông bà cô chú anh chị nhớ lúc mà mình bỏ đồ lên tray đó, thường mình hay nhớ là trên người mình có điện thoại hay có gì thì mình bỏ lên, còn cái máy iPad to mình nhét ở trong cái vali nhỏ. Lúc mà mình chạy máy qua soi mình không có nhớ lấy ra đó, mà chạy qua họ soi là thấy có cái máy chậm á, là họ phải bắt họ lấy cái vali đó quàng bên rồi họ mở ra họ kiểm tra coi có gì chậm, mà chỉ có cái máy iPad thôi, họ nói là phải lấy ra đó để bỏ vô cái tray để mà soi chiếu đó, chứ không có để trong vali. Cho nên là mọi người nhớ nghe. Giờ tới cái chỗ xét vé để chuẩn bị đi lên máy bay nè cả nhà. Vé cho họ scan. Bella, over here. Bella. Thank you. Thank you. Cảm ơn chị. Giờ thì chuẩn bị lên máy bay rồi. Hành trình từ Mỹ bay về Việt Nam bắt đầu. Giờ là mình đã lên tới máy bay rồi. Giờ đi đến cái chỗ ngồi của mình thôi. Và rồi gia đình mình cũng đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Giờ này còn ngồi trên máy bay nữa. Hy vọng là sau khi máy bay cất cánh là Bella sẽ ngủ rất là ngon, ngủ một giấc ngủ ngon. Rồi cho tới sân bay Đài Bắc ở Đài Loan đó thì sẽ hạ cánh, và sau đó là từ Đài Loan bay về Việt Nam. Hành trình từ Mỹ về Việt Nam của gia đình mình đã bắt đầu rồi con ơi. Không ngẹt chỗ ngồi luôn. Không có chỗ luôn. Không có chỗ. Này nó mới ở sau này 4 phút rồi.
gia đình một bà hai đứa nhỏ mà nó ngồi hai cái ghế, ba người mà ngồi hai cái ghế, bởi này nó muốn kêu đổi chỗ mà nó không có chỗ đổi luôn. Bởi bây giờ nó nhằn không thấy hả? Nó muốn ngồi kế vợ con đó hả? Đâu phải vợ con đó đâu, bà này có dẫn theo hai đứa con mà ba người mà ngồi hai ghế, một thằng nhỏ rồi thằng nhỏ nhỏ nữa bồng trên tay rồi ngồi trên bà, rồi thằng kế bên nữa, nó mới có chỗ cho nhỏ này ngồi chứ không phải nó có chỗ ngồi. Đâu phải là chồng nó đâu. Hiểu rồi. Sau khi máy bay cất cánh thì gia đình em lấy cái gói hơi á, lấy ra để mà bơm lên để mà gác chân đó cả nhà. Hồi trước đây đó, mỗi lần mà về Việt Nam đó là em không có cái gói hơi này đó. Cái đầu gói của em á, em ngồi mười mấy tiếng á, nó nhức, nó ê lắm cả nhà ơi. Cho nên lần này là em thủ theo cái gói hơi để gác chân. Gia đình em là bay hãng Y và Airline nha. Em nói thiệt, mấy cô chú lớn tuổi hay là mấy anh chị em mà ngồi máy bay mười mấy tiếng hành trình dài hay đau nhức chân đó, mình nên thủ theo cái gói hơi này nè, để mình gác chân cho máu huyết nó lưu thông. Chứ không thôi mình bị tê chân, nhức đầu gối lắm. Thủ theo cái này mình thấy là đỡ nhiều lắm đó. Cái gói gác chân này là em mua ở trên Amazon nha cả nhà. Em mua Amazon 20 đô một cái đó. Đây, cái gói hơi này là hai má con em cùng gác chân lên. Êm lắm. Mình bay một chặng đường dài từ Chicago mà em bay tới sân bay Đài Bắc ở Đài Loan đó. Cho nên là mười mấy tiếng, hình như là 16 tiếng đó. Cho nên là mình phải có cái gói gác chân như vậy nè, để cho cái khớp gói của mình nó bớt đau nhất. Chứ mỗi năm em đi về Việt Nam em bay mười mấy tiếng, cái gói em nó nhức lắm. Mình ngồi một chỗ á, mình quặt cái chân lại đó, cái máu huyết không có lưu thông đó cả nhà. Theo cảm nhận của em á, thì những cái món ăn ở của hãng Eva đó thì hợp khẩu vị với gia đình em hơn là ngồi hãng Korea hay là Japan. Em thấy em ăn đồ bên cái hãng Eva này nó ngon hơn là bên cái hãng Korean Airlines với lại Japan Airlines. Sau một hành trình dài, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Đài Bắc ở Đài Loan nè. Không biết có phải là do mình đáp máy bay ban đêm không? Mà em thấy coi như là mình xuống sân bay là kéo vali xách tay rồi đi ra thẳng sân bay của Đài Bắc luôn, chứ không có soi chiếu hay xét hành lý xách tay như mọi khi. Em ngủ say luôn. Là sướng ha, ngồi lên cái vali có đế đi kéo đi. 4 tiếng rồi. Giờ thì gia đình em chuẩn bị lên máy bay để bay về Sài Gòn. Em thấy cũng nhiều ông bà cô chú ngồi xe lăn lắm cả nhà. Rồi, đây là Bella.
Thấy không? 2 ngày rồi mà còn energy dữ lắm. Chuyến máy bay này là chuyến máy bay. Mấy chuyện đó chưa đâu khác. Cả nhà ơi, gia đình em đang ngồi trên máy bay của Đài Bắc bay về Việt Nam đó. Đó là lúc nào lên máy bay là cũng có đồ chơi ngồi chơi hết. Chút nữa chút bay bay lên rồi mới chơi con giờ này có được. Một lát ngồi xích beo rồi mới chơi con. Xích beo chơi bay. Xích beo first. Lên. Chơi giờ này chưa? Lay thở ok. Đi đâu là ra là cũng có đồ chơi đó. Cho nên chỉ rất là ngoan. Một cái chuyến bay dài như vậy nè. Một cái hành trình mà 2 ngày 1 đêm mà đó là ông có thấy coi như là quậy phá hay là khóc gì hết á. Chỉ ngoan lắm. Chỉ mệt thì không có ăn nhiều, ăn có chút xíu bánh cháo vậy thôi mà chỉ uống nước nhiều. Máy bay này nhỏ thôi. Máy bay từ từ lăn canh, chuẩn bị rời khỏi sân bay Đài Bắc. Hành trình bay từ Đài Bắc về Việt Nam của gia đình Ba La đã bắt đầu. Sắp sửa là còn 3 tiếng rưỡi nữa là về tới Việt Nam rồi. Từ trên cao mình có thể nhìn xuống là biển đảo của Đài Loan nè cả nhà. Ok. Bây giờ là mình đang đứng ở cổng hải quan nè. Đã tới Việt Nam rồi đó cả nhà. Như là đứng đợi kiểm tra giấy tờ xong rồi đi ra lấy hành lý. Hiện tại là đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nên là mệt lắm mà một cái hành trình dài 2 ngày. Đó con. Từ buổi chủ nhật cho tới hôm nay thứ ba. Đông. Đang đứng xếp hàng đợi. Đây là mệt lắm luôn á. Thấy không? Em coi cái này coi. Bây giờ là tới khu vực lấy hành lý đó cả nhà. Đây phòng gì đây? Coi cái này thấy không? Tới đây rồi mệt quá rồi. Thì có mấy anh đẩy phụ hành lý đó. Thì mình nhờ mấy ảnh đẩy giùm. Mình muốn cho nhiêu cho. Cái này không? Không, cái này không? Uống vali thì sao Dũng? Uống vali thì sao? Cái này với cái màu hồng hồng. Ok. Gia đình của chị chồng em ở dưới Trà Vinh lên đón. Giờ thì gia đình em chuẩn bị lên xe là chạy thẳng về dưới Trà Vinh luôn cả nhà. Từ Sài Gòn mình về Trà Vinh là 3 tiếng mấy thôi cả nhà. Chồng em nóng quá, anh phải đi thay đồ. Xuống tới sân bay ra tới ngoài này là nóng quá trời. Tại vì bên em là ở bên tiểu bang lạnh đó, ở Iowa đó. Chỗ em mùa đông lạnh lắm cả nhà. Video đã dài, em xin kết thúc ở đây nha. Em xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.